chào quý vị độc giả, ngày hôm nay Thiên Trang rất là vinh dự khi có mặt tại buổi mini show của Việt Beauty Magazine ngày hôm nay. Thì mọi người hãy cùng theo chân Thiên Trang xem coi mini show như thế nào nhé. Và đứng kế bên Thiên Trang đó là chị Kim Lưu, người đại diện cho Việt Beauty Magazine ngày hôm nay. Kính chào quý độc giả của báo Việt Beauty Magazine. Mục đích nào để mà mình tổ chức một buổi mini show ngày hôm nay ạ? Việt Beauty Magazine là tạp chí chuyên ngành về thẩm mỹ và là cầu nối của nhà sản xuất, các chủ nail supply và đến người tiêu dùng. Để mà phát triển cái sứ mệnh đó thì Việt Beauty có cho ra những cái mini beauty show, đặc biệt là ngày hôm nay tại hội trường của Việt Beauty. Dự định là mỗi tháng một lần, hy vọng là được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà bảo trợ, các công ty sản xuất và sự tham gia đông đủ của những cái người tham dự của độc giả Việt Beauty, đặc biệt là những người tham dự show ngày hôm nay. Rất mong mọi người sẽ tham gia và ủng hộ báo của mình để mà càng ngày càng phát triển những cái mini show ngày hôm nay ạ. Xin chào, xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Lucy Võ đến từ Royal Beauty Group. Ở trên thị trường á, chị cũng đã có được 8 năm giảng dạy. Thì không phải nói cái tiếng mà giảng dạy thì nó hơi to tát, nhưng mà thật sự là mình chia sẻ kinh nghiệm. Bởi vì chị là cái người đam mê về lash, cho nên chị có được cái tay nghề good để mà chị làm, để chị giúp cái người khách đeo thoải mái mà giữ được lâu, mà giống như là đáng cái đồng tiền của cái người khách họ gửi gắm cho mình. Và công ty cũng có hỗ trợ phần về sản phẩm, tại vì một cái người làm eyelash extension giỏi không phải là cái tay nghề mà nó còn phải cộng chung với sản phẩm nữa. Thì ngay bây giờ trên thị trường nó có rất là nhiều cái sản phẩm, nhưng mà riêng công ty của mình thì có một chân 5 sợi keo, thì lash giữ được từ 4 tuần cho tới 6 tuần mà nó khô trong vòng 2 giây. Nhưng mà cộng với cái đó là phải là technique, thì mời các bạn đến những cái buổi beauty show. Thì hôm nay thì em thấy lần đầu tiên chị công ty tổ chức, thì mình có gel, mình có eyelash extension và mình có microblading. Thì Lucy cũng muốn gửi lời là khán giả và những người bạn mà cùng ngành nghề thì mình nên update để mình trao dồi cái tay nghề thêm. Sản phẩm tay nghề nó phải đi đôi. Ok. Mà mình tìm được cái người nào dạy cho mình, hướng dẫn cho mình, share cho mình đúng, cái đó mới là quan trọng. Em xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là hữu ích của chị đến với độc giả cũng như là những người xem chương trình. Và mong quý vị sẽ ủng hộ những cái buổi mini show như ngày hôm nay, đúng không chị? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ em xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và hiện tại Thiên Trang đang đứng tại booth của công ty Jim Gel. Em chào chị ạ. Dạ, chào chị. Chào quý vị và bạn, mình là Quỳnh Anh Nguyễn. Mình là nhà sản xuất của công ty Jim Gel LLC. Em có một câu hỏi muốn dành cho chị là chị đem những sản phẩm nào và dịch vụ gì đến với buổi mini show tại báo Việt Beauty Magazine ạ? Như các bạn cũng biết là cái năm 2020 là cái năm mà tất cả các sản phẩm đều thiên về organic. Thì hôm nay công ty Jim Gel đến với show của Việt Beauty giới thiệu về cái sản phẩm của Jim Gel, là một sản phẩm được chứng nhận của Hoa Kỳ và sản xuất tại Hoa Kỳ, được chứng nhận là organic, không hóa chất và giữ móng rất là tốt cho sức khỏe. Thì đó là cái mà mục đích của công ty Jim Gel đến với mini show của ngày hôm nay. Dạ em xin cảm ơn những lời chia sẻ từ chị ạ. Thiệu với quý vị, đây là chị Yvonne, chị đến từ công ty Yvonne Microblading. Chị đem tới hội chợ này một cái ngành học
là thời thượng đó là Michael Bladen đang rất nổi tiếng và được hầu hết các bạn trẻ cũng như các bạn già đều ưa thích và học cái môn học của chị. Hôm nay thì chị sẽ demo cái Michael Bladen làm bằng tay 100% handmade và một cái cách vẽ kiểu tạo form cho lông mày hoàn chỉnh và rất là balance, có nghĩa là đều, đạt tới 99% cái độ đều của lông mày. Wow, em xin cảm ơn những lời chia sẻ từ chị và chúc chị có một buổi mini show thật là vui vẻ và thành công ạ. My name is Gretchen Curtis and I am an esthetician and an eyelash extension technician. And very professional, very informative, and all of the ladies here are very nice and helpful. Cảm thấy rất là hào hứng, giống như là tò mò muốn học hỏi những cái sản phẩm mới nó như thế nào. Em đọc ở trên Facebook và em thấy thì em qua vì em thấy rất là chuyên nghiệp. Đi mua lần này thì em thấy có ba cái về nail, về eyelashes and về microblading. Thì em muốn chuyên về eyelashes, nhưng mà hôm nay thì được học thêm cả về nail gel builder và thêm về microblading thì rất là thú vị. Thiên Trang xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo chân Thiên Trang nãy giờ cùng tham quan buổi mini show tại Việt Beauty Magazine ngày hôm nay. Và mọi người ơi, những thông tin chi tiết quý vị có thể gọi điện vào số điện thoại 714-340-7925 để có thể biết thêm nhiều thông tin chi tiết cũng như là những nhãn hàng, nhà sản xuất có thể tham dự cùng với buổi mini show tại Việt Beauty Magazine nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những mini show lần sau. Xin chào.